Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 là một trong những ngày có dấu ấn lịch sử quan trọng nhất đối với đất nước ta. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cách đây 49 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân và dân ta đã thực hiện trọn vẹn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, đánh bại hoàn toàn chiến tranh xâm lược và thống trị thực dân mới của Mỹ. Chiến thắng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông từ đây nối liền một dãy. Và kính thưa toàn thể quý vị, những chiến thắng đã làm nên lịch sử ấy đã đi vào những lời thơ, tiếng hát và những ca từ đã một thời hun đúc tinh thần chiến đấu của dân tộc ta, làm nên vẻ đẹp non sông đất nước Việt Nam. Và cứ mỗi kỳ nghỉ lễ kỷ niệm thống nhất lại được ngân lên hùng tráng, trong đó những khúc ca viết riêng về thời khắc giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là những bản anh hùng ca luôn còn sống mãi với thời gian, với trái tim của những con người đất Việt. Và trong không khí rộn ràng ấy, với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại những giai điệu của lịch sử để thêm yêu và biết ơn những hy sinh của lớp lớp cha anh đã không tiếc máu xương để hy sinh cho nền độc lập hòa bình của dân tộc Việt Nam. Có thể nói nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một cây đại thụ trong làng âm nhạc Việt Nam, là người viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc thông qua âm nhạc. Tiếp sau thành công của giải phóng miền Nam, ông đã viết nên ca khúc báo hiệu cho ngày giải phóng miền Nam không còn xa nữa. Tiến về Sài Gòn, được ông sáng tác năm 1966 đã thể hiện điều đó. Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù. Hướng về đồng bằng, ta giải phóng thành đô. Nước nhà còn chờ, trận cuối là trận này. Tiến về đồng bằng, ta giải phóng thành đô. Với tính nhạy bén chính trị kết hợp cùng tiết tấu hùng tráng, bài hát như đang thúc giục thế hệ trẻ xông pha lên đường để đấu tranh vì độc lập tổ quốc. Là nhạc sĩ của dòng nhạc cách mạng, có sức lay động lòng người, mỗi ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là một lời hiệu triệu nhân dân tiến lên. Nhạc sĩ Hoàng Hà đã sáng tác bài hát Đất nước trọn niềm vui vào đêm 26 tháng 4 năm 1975 để hòa trong khúc ca chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bài hát đã cực kỳ thành công và là sáng tác nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ Hoàng Hà. Ca khúc này không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, nó còn là khúc ca gợi lên khí thế hào hùng của cả dân tộc. Cảm xúc dạt dào của bài hát lên tới cao trào, từng ca từ trong bài hát bật ra từ sâu thẳm trong lòng tác giả. Bài hát làm cho người nghe thêm yêu mến tổ quốc, càng nghe càng cảm nhận được đất nước Việt Nam tươi đẹp và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Với nhạc sĩ Xuân Hồng, một người con miền Nam, ông đã viết nên nhiều ca khúc cách mạng nổi tiếng. Nhưng có lẽ bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh mới thực sự là đỉnh cao trong các sáng tác của ông. Bài hát được ông sáng tác năm 1975, khi năm cánh quân giải phóng hiên ngang tiến về Sài Gòn, lật đổ chính quyền Sài Gòn, một trang sử mới của dân tộc được mở ra. Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời. Mùa xuân năm 1975 là mùa xuân đáng nhớ nhất trong lịch sử dân tộc, mùa xuân thống nhất đất nước, mùa xuân của sum họp của toàn thể nhân dân hai miền đất nước sau bao năm chờ đợi.